dàn noa luôn em nhé. Đang chơi trên cục đẩy LX HD 4.10. Đây là mẫu đẩy bản cao cấp nhất và là mẫu đẩy có màn hình nét hiển thị điện áp vôn này. Ok chưa? Điện áp vôn ở đây đang báo là 241V. Rồi là quạt. Ok chưa? Hiển thị tốc độ quạt quay. Ok chưa? Đó, tốc độ quạt quay này và hiển thị nhiệt độ của từng kênh. Một cục đẩy rất là đáng chơi, hiển thị tất cả những cái chức năng ở trên cái cục đẩy HD 4.10 này. Đặc biệt là anh em đang chơi ở chế độ stereo thì cũng hiển thị ở ngay trên này anh em nhé. Ok chưa? Tiếng nó rất là thoát tiếng và chất âm rất là hay. Đó, bây giờ em sẽ tắt đi. Đấy, và bật lại để cho tất cả các bác cùng xem này. Khi bật lên thì anh em thể thấy đây, cái màn hình hiển thị welcome, đúng không ạ? Rất là đẹp. Sau đó nó hiển thị đó, từng chức năng của cục đẩy. Ok ạ. Điện đó, đầu tiên là điện áp vôn này, chế độ chơi ở stereo hay là bridge hay là parallel thì nó hiển thị ở góc bên tay phải này nhá. Đó, tiếp đến này, tốc độ quay của quạt là 100 vòng. Ok chưa? Trên 1 phút. Và đây là nhiệt độ 23 độ C của kênh 1, kênh 2 và kênh 3, kênh 4. Một cục đẩy 4 kênh, công suất cho ra là 1000 W một kênh ở 8 ohm. Đây là mẫu đẩy mới nhất năm 2024. Hôm nay sẽ test cho một bác khách hàng của bên em. Anh em để nghe test từng kênh 1 này, kênh 1 này. Ok chưa? Rất là hay, kênh 2 này. Ok chưa? Kênh 3. Ok chưa? Kênh 4. Ok chưa? Đó, cả 4 kênh này. Một cục đẩy hàng mới chính hãng, hiện tại BM đang giao bán với giá là 9.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Hàng mới thì đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả anh em. Ở đây thì nhạc em đang cắm trực tiếp từ máy tính và cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Đó, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Và sẽ sử dụng một cặp dây cao lông linh từ cổng 1-2 cắm sang cổng 3-4 em nhé. Đó, để chơi ra 4 loa riêng biệt. Ok chưa? Một cục đẩy rất là đáng chơi. Và anh em có thể thấy hình thức cục đẩy này thì nhìn nó rất là đẹp và rất là bắt mắt. Ok chưa? Chạy 72 sò LJV kép. Ok chưa? 72 sò LJV kép. Và cân nặng cục đẩy này thì ngoài 30kg. Đấy. Tiếng rất là thoát. Một mẫu đẩy xa 2U. Anh em có thể thấy về hình thức thì nhìn nó rất là đẹp, đúng không ạ? Và chiều sâu cục đẩy này thì nó khoảng tầm 50 anh em nhé. Tầm ngoài 50cm một chút. Đó, tầm ngoài 50cm một chút. Hàng rất là chất lượng. Đó. Ngoài mẫu đẩy này ra thì bên em còn có rất là nhiều những mẫu đẩy khác để phục vụ tất cả các bác. Hàng này thì nó không hề kén loa. À, một kênh này anh em sẽ chơi tốt ra một cặp loa full bass 30. Đấy. Từ 190 côn 76 là chơi thoải mái anh em nhé. Đấy, 4 kênh chúng ta phải chơi ra được 4 cặp loa bass 30. Đấy, và hoặc là anh em chơi gia đình thì chúng ta chơi kênh 1, kênh 2, anh em có thể chơi ra 2 cặp loa bass 30. Kênh 3, kênh 4 anh em có thể chơi ra được một cặp sub bass 50, hoặc là chúng ta mà có quả sub bass 50 đấy, anh em có thể chập bridge vào kênh 3, kênh 4 chúng ta sẽ đánh quả sub 50 thì quá là ok luôn. Rất là ok. Đúng không ạ? Mẫu đẩy HD 4.10 thì sản phẩm này bên em về số lượng rất là nhiều. Đó, đợt này về thêm, đầu năm này về thêm 100 chiếc nữa để phục vụ tất cả các bác trong cái dịp đầu năm 2024.
tiếng con này tiếng rất là thoát. Đấy. Video ngắn nét đẩy HD 4.10. Anh em quan tâm đến những mẫu đẩy hay thế này, gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Ở video này cũng xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.